Tri Ân năm nay, khóa này, thầy vẫn sẽ kể lại một câu chuyện mà thầy đã từng kể và kể nhiều. Vậy các con bắt đầu thì nhớ nhà chưa? Nhớ chưa? Con chị vẫn chưa kể. Chưa nhớ nhà vì ở đây vui hơn. Nhưng đó là một sự ích kỷ nhỏ. Con chỉ thấy rằng con vui, con thích, con được làm những điều con muốn, và con đến với bạn bè của con. Nhưng con không nghĩ rằng bố ở nhà, mẹ ở nhà đang mong ngóng từng phút, từng giờ để đợi con về. Bố mẹ đang chờ đợi. Sự ích kỷ đó nó lên lỏi cho cuộc sống thường ngày. Con đòi hỏi bố mẹ cho con điện thoại tốt, đòi hỏi bố mẹ cho con được bằng bạn bằng bè, xin tiền bố mẹ để đi sinh nhật bạn. Nhưng chưa bao giờ con nghĩ đến việc mua tặng mẹ một bông hồng nhân ngày sinh nhật. Hay con chỉ biết đòi hỏi những cái đòi hỏi cho cá nhân bản thân, mà con không quan tâm tới bố mẹ. Ngày nhà giáo Việt Nam, con chỉ biết đòi hỏi tiền để mua hoa, mua quà đi tặng thầy cô, mà con vô tình quên mất người thầy vĩ đại lớn nhất trong cuộc đời của con, người dạy con từ một đứa trẻ đòi hỏi biết chậm chữ, biết đi, dạy con biết ăn biết nói. Người thầy vĩ đại lớn nhất chính là bố, là mẹ của con. Đó chính là người thầy đầu tiên. Hay ngày 20 tháng 11, mùng 8 tháng 3, con chỉ nghĩ đến việc muốn mua quà tặng một số bạn gái, mà con quên mất mẹ của con cũng là phụ nữ. Hay trong bữa ăn thường ngày, con ăn với bố mẹ mười mấy năm trời, nhưng có mấy khi con để ý trong bữa cơm bố con gắp gì và mẹ con gắp gì. Con chưa từng để ý, và thầy cũng đã trải qua cái tuổi của các con. Thầy cũng đã từng ích kỷ, thầy cũng sống nhỏ mọn, cũng chỉ nghĩ riêng mình. Nhưng hôm nay thầy muốn thức tỉnh lại các bạn. Thầy xin kể một câu chuyện như sau. Câu chuyện này thầy đã kể rất nhiều lần, và cũng tại vị trí này, và chắc chắn các con đã được nghe nhiều, được xem trên một số chuyên mục hoạt hình Quà Tặng Cuộc Sống. Đó. Nhưng thầy vẫn muốn các con lắng nghe câu chuyện như sau. Có một chàng trai, anh là giám đốc ở 3-4 tập đoàn công ty lớn. Ngày mai là sinh nhật của mẹ anh. Anh muốn mua tặng mẹ anh một bó hồng, nhưng vì ở xa anh không về được. Anh đến bưu phẩm và đi chọn một bó hoa thật đẹp để gửi người ta chuyển về tặng mẹ. Khi ô tô của anh vừa đỗ trước cửa hàng hoa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là một bé gái chạng 10-11 tuổi. Quần áo thì rách rưới, người thì lém lúc. Nó cứ nhìn chằm chằm vào những bông hoa. Chàng trai hỏi: "Này con đang cần điều gì ở đây?" "Dạ thưa chú, hôm nay là sinh nhật mẹ của con ạ. Con muốn mua tặng mẹ con một bông hồng, nhưng thưa chú, con không đủ tiền chú ạ." Chàng trai nói: "Ồ vậy hả? Này bà chú, hãy bán cho em bé gái những bông hồng mà em thích nhất, và tôi xin được trả tiền." Đứa bé mừng rỡ, nó vui trong niềm vui thuần diệu, nó hạnh phúc vô bờ bến, và nó tự chọn cho nó những bông hồng đẹp nhất. Đang trong niềm vui đó, chàng trai hỏi: "Này con, nhà con có ở gần đây không? Chú muốn đưa con về, và cũng nhân tiện chú muốn gửi lời chúc tới người mẹ của con. Mẹ của con thật hạnh phúc vì có đứa con ngoan như con."
Dạ thưa chú, nhà con cũng gần đây thôi ạ. Rồi hai chú cháu lên chiếc xe ô tô cùng đi. Đi được một quãng đường, chàng trai hỏi: gần tới nơi chưa con? Dạ thưa chú, lên hàng cây phía trên thì rẽ trái ạ. Khi ô tô dừng lại, chàng trai bàng hoàng người, chưa định thần chuyện gì xảy ra, vì nơi dừng lại là một bãi nghĩa trang. Khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt chàng trai hình ảnh cái bé gái đặt những bông hồng mới mua lên một ngôi mộ mới đắp, cỏ còn lấm tấm màu xanh, và nó nói: mẹ ơi, con mừng sinh nhật mẹ. Chú ơi, đây là mẹ của con. Chú ơi, đây là nhà của con chú ạ. Chàng trai bàng hoàng người và ý niệm được một điều hạnh phúc vì mình còn có mẹ. Chàng phi tập nhanh đến cửa hàng hoa để xin lại bó hoa đó. Đêm hôm đó chàng đi 4 giờ đồng hồ chỉ để về bấm chuông, người mẹ già ra mở cửa và chàng trai quỳ sụp xuống chân và nói: mẹ ơi, con mừng sinh nhật mẹ. Vậy thì tất cả các con ngồi ở đây, mấy ai đã làm được điều đó? Mấy ai đã nhớ đến sinh nhật của mẹ? Mấy ai biết nghĩ rằng nhờ đâu mà có tấm thân này? Rồi nhiều khi bực tức, các con hành hạ thân xác này bằng cách không ăn, giam mình trong phòng riêng. Người đau khổ không phải các con mà là bố mẹ. Tại sao bố mẹ đau khổ? Vì bố mẹ là người tạo nên cái hình hài này. Xương máu thịt của con đều từ tinh trao huyết mẹ mà tạo thành, cho nên cha mẹ đau khổ. Rồi các con dần dần lớn, các con càng ngày càng xa cái vòng tay ấm áp của cha mẹ, con tự muốn khẳng định mình rằng con đã lớn. Rồi con thờ ơ trước tình cảm của mẹ, của cha. Con bắt đầu có những biểu hiện chống cự, biểu hiện cãi lại, biểu hiện đòi hỏi quyền riêng tư. Mà con biết đâu, đêm hôm đó con chỉ hả hê vì con cãi lại bố mẹ, mà cả đêm mẹ thao thức, đêm thâu thức trắng, cha phỉ bèo điếu thuốc khó ngủ trong đêm, buồn vì nuôi dạy đứa con chưa có hiếu, buồn vì con chưa biết đồng điệu và lắng nghe. Vậy là chỉ vì sự ích kỷ của cá nhân mà con làm khổ lên cha mẹ. Nhưng các con chưa ý niệm được, các con vẫn luôn cho rằng cha mẹ sẽ ở mãi với các con. Cha mẹ sẽ ở mãi, mà các con không biết rằng một ngày nào đó, cũng theo định luật của thời gian, định luật của vô thường, vô thường kia sẽ cướp mất mẹ hoặc cha, rồi cả hai đi. Ai rồi cũng phải vậy. Chúng ta đều phải tiễn đưa thân nhân của mình, là bố hoặc mẹ hoặc cả hai. Khi đó các con sẽ là những đứa trẻ mồ côi, là những đứa trẻ mồ côi. Con muốn tâm sự, muốn bấu víu, muốn chia sẻ thì lúc đó chỉ còn là chân di ảnh. Mọi sự đều đã quá muộn. Ca dao Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Các con thuộc lòng, nhưng thực hành được nó đâu có dễ. Có lẽ phải đi trọn cả cuộc đời này. Thật vậy, đây là đạo hiếu làm người mà tất cả chúng ta đều phải tôn trọng và giữ gìn. Bởi vì tấm lòng hy sinh của cha mẹ đối với con cái thật bao la, vô bờ bến. Không có một thứ gì mà có thể so sánh được. Cho nên Đức Phật có dạy:
cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Cúng dường và chăm sóc cha mẹ là cúng dường Phật, lo cho Phật. Vì công lao dưỡng nuôi của cha mẹ như trời cao biển rộng, chúng ta khó có thể đáp đền. Ơn cha lành cao hơn núi Thái, đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi. Dù cho dâng trọn cuộc đời cũng không trả hết ơn người sinh ta. Thật vậy, có nhiều đêm mẹ đã thấp thỏm canh thâu nếm dòng lệ mặn, hay những buổi chiều trên bến sông mẹ nhìn theo cánh chim bay hướng về chân trời xa xăm nơi con đang bươn trải xứ người. Mẹ nhiều khi thương con mà mẹ phải dãi nắng dầm sương, chịu nhiều gian khổ để cho con được đầy đủ với người. Mẹ ơi, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gian khổ cuộc đời không ai gánh nặng bằng cha. Vì xót xa cảm thương công lao khó nhọc của cha mẹ, cho nên có những vần thơ viết về cha mẹ như sau: cầu cho con được ấm no, mẹ giàu bươn trải chẳng lo nhọc nhằn, dẫu rằng trên vết trắng nhân là con mẹ vượt khó khăn cuộc đời. Mẹ nuôi con lớn lên người, đêm trường giãn khổ qua rồi mẹ đi, tình người như ngọc lưu ly soi hồn con sáng mỗi khi nặng lòng. Hương thơm và đóa hoa hồng đâu bằng tình mẹ mặn nồng trong con. Cha mẹ không những hy sinh một phần máu thịt cho con, mà còn tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt để cứu mang cho con nên người. Thật là một sự hy sinh cao cả của người cha, người mẹ. Không có một thứ tình thương nào trên cõi đời này mà có thể so sánh và đo lường được. Vì vậy, cho con tất cả biển đông, để con hiểu hết được lòng mẹ yêu. Biển càng sâu rộng bao nhiêu, con càng thấm thía những điều mẹ cho. Dẫu biết rằng tình mẹ không đo lường được, dẫu biết rằng tình cha không gì sánh được, dẫu biết rằng là con người ai cũng có nhiều đau thương và bất hạnh, nhưng cũng không đáng thương bằng nỗi khổ của mẹ cha. Và cũng không có một nỗi khổ nào, một tai nạn nào lớn bằng một tai nạn lớn nhất đời người. Đáng thương lớn nhất đời người là mất mẹ. Mất mẹ là niềm trống trải hoang vu, là nỗi bơ vơ cô độc nhất. Vì vậy, chúng ta phải yêu thương mẹ nhiều hơn khi người đang còn sống bên ta. Còn nghe được những gì ta nói, chúng ta đừng để lời yêu thương ấy phải khắc trên bia đá là khi cha mẹ nằm yên bất động, rồi mới khóc than thương tiếc, thì đó là những giọt nước mắt quá một màng của những đứa con khờ dại. Các con không biết trân quý, các con luôn cho rằng bạn bè là tất cả, bạn bè là những người có thể giúp con. Nhưng không, khi con gặp vấp váp lớn nhất của cuộc đời, cũng chỉ có cha mẹ là người sẵn sàng đứng ra nâng niu và chấp nhận. Dẫu cuộc thế đầy phong ba bão tố, cha mẹ là bên đỗ của đời con. Nếu các con không trân quý, một ngày kia khi mẹ nằm đó, mẹ nằm im trong quan tài và dường như bất động, con lay con hỏi nhưng mẹ chẳng trả lời. Trên đầu con vết cài một phần khăn trắng, và người đời gọi con là đứa trẻ mồ côi. Điều đó có nghĩa là con mất mẹ hoàn toàn, con mất cha hoàn toàn. Mất mẹ dù già cũng ấu thơ, dù cao như núi cũng mong chờ, dù giàu cũng thấy mình đau khổ, dù sống nhưng hồn vẫn ngẩn ngơ. Cho nên thầy mong muốn rằng ở các con, cái trí tuệ mà các con có, các con luôn so bì giữa kiến thức của các con và sự hiểu biết của cha mẹ.
con luôn cho rằng mình khôn hơn, mình biết hơn. Nhưng từ đâu mà có cái không biết đó? Nếu con là một người mà không biết tri ân đến cha mẹ thì con khó có thể trưởng thành trong cuộc đời. Hôm nay đây, thầy sẽ không chia sẻ nhiều, không nói nhiều để cho các con phải khóc nhiều. Bởi thầy muốn rằng những giọt nước mắt chảy dài, nó chỉ chảy dài đối với những em thơ em nhỏ. Còn với các con, thầy muốn những giọt nước mắt đó phải chuyển thể bằng hành động. Bằng hành động thực tế, đó là ngay trong cái giờ phút này, ngay trong ngày hôm nay là ngày tri ân này, con biết rút máy ra, biết gọi điện về, biết nói một câu chia sẻ với bố mẹ, biết nói rằng bố ơi bố, con yêu bố, mẹ ơi mẹ, con xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ khổ vì con nhiều. Con nghĩ chỉ đơn thuần là một câu nói, nhưng có thể đêm hôm nay mẹ sẽ bâng khuâng khó ngủ, cha sẽ thao thức, bởi có một niềm vui vô cùng lớn, đó là đứa con khờ dại của mình nó đã biết quay đầu, nó đã biết nhận sai, và lần đầu tiên nó biết sám hối. Đó mới thực sự là những điều mà thầy mong mỏi ở các con. Tình yêu thương của cha mẹ nó vẫn mãi và luôn luôn là cái nơi trú ngụ và là nơi an ổn trong cuộc sống của chúng ta. Và chính cha mẹ sẽ là người thắp sáng cái niềm tin của chúng ta. Nếu bây giờ con cãi cha mẹ, mà một ngày nào đó con lớn lên, con được làm cha làm mẹ, khi đó con cái của con cãi lại con, nó hỗn láo với con, lúc đó mà con thấy vui thì có lẽ cha mẹ của con bây giờ cũng vui lắm. Nhưng nếu đó mà con thấy đau khổ thì hãy thắp cho cha mẹ có một tuần nhang và nói lời sám hối. Cho nên thầy muốn chia sẻ những cái phút giây sâu lắng này để các con biết gửi cái tình yêu thương, biết nhớ về cha. Một tuần qua các con sống thiếu cha thiếu mẹ, các con cho rằng mình hạnh phúc, cho rằng mình không bị quản thúc, cho rằng mình được tự do, mà các con quên mất cha mẹ ở nhà vẫn luôn luôn theo dõi, mong ngóng từng ngày, từng giây, từng phút các hoạt động, và mong chờ khi các con trở về sẽ là những đứa con có hiếu và sẽ thay đổi được nhiều hơn. Bao nhiêu trong số các con lần này sẽ quyết định về, sẽ bắt đầu lại và thay đổi lại nền nếp sống của mình, thay đổi lại lời ăn cử chỉ, thay đổi lại mọi những cái thói hư tật xấu, các con sẽ gạt bỏ nó dần. Những ai sẽ quyết tâm thực hiện đó là thay đổi lại mình, giảm bớt điện thoại, giảm bớt game, tăng cường đọc sách và biết quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Thầy không cần các con giơ tay, mà thầy cần rằng các con sẽ chứng minh cho thầy bằng hành động. Các con sẽ làm được chứ? Làm được không? Rồi, thầy tin vào các con sẽ làm được. Vì khóa này thầy đã chia sẻ rất nhiều với các con, tất cả mọi tình yêu thương